Vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sạch Đồ Si. Nếu quý vị là những người lần đầu tiên ghé đến kênh Sạch Đồ Si thì Sạch Đồ Si là một shop đồ si hàng hiệu chuyên các món hàng thùng tuyển dành cho nam. Sạch Đồ Si cam kết rằng tất cả các sản phẩm mình bán đều là hàng chính hãng và tất nhiên rồi, Sạch Đồ Si luôn trung thực với các sản phẩm của mình. Chính vì là đồ si nên là không thể tránh khỏi những vết rách, ố hoặc là bẩn. Trong trường hợp mà quần áo hay là sản phẩm có sao, Sạch Đồ Si sẽ gửi đến mọi người chính xác là như vậy. Và Sạch Đồ Si cũng free ship tất cả các sản phẩm của mình trên phạm vi toàn quốc từ Bắc Trung cho đến Nam. Chính vì thế nên trong trường hợp quý vị chúng ta không nhận hàng vì một lý do bất khả kháng thì thứ nhất là mọi người chúng ta đừng tắt điện thoại đi, cứ nghe điện thoại của shipper bình thường và chúng ta vui lòng thanh toán lại khoản ship để hàng hoàn thiện giúp Sạch Đồ Si. Và thứ hai nữa thì Sạch Đồ Si có một vài những cái yêu cầu nho nhỏ cho quý vị là trong trường hợp quý vị chúng ta muốn đổi trả hàng thì chúng ta vui lòng chúng ta không cắt cái tag này ra giúp Sạch Đồ Si nhé. Chúng ta vui lòng không muốn đổi trả, chúng ta không tắt cái tag cho Sạch Đồ Si. Và mọi người thấy không ạ, ngày hôm nay thì Sạch Đồ Si mặc những cái đồ mình mặc trên người này đều là hàng si hết. Và tất cả các món hàng tại Sạch Đồ Si thì đều cam kết là chính hãng. Mọi người để ý rằng là bên cạnh Sạch Đồ Si đây thì sẽ có một cái bảng size. Thì trên cái bảng size đấy sẽ có thông tin bao gồm là mã của sản phẩm, size của sản phẩm, chiều dài và chiều ngang. Riêng về cái dòng áo ba lỗ này thì Sạch Đồ Si sẽ có một vài những lưu ý mọi người khi mua hàng. Đầu tiên mọi người để ý cái chiều dài này và cái bề ngang mọi người nhé, để chúng ta mặc thoải mái nhất có thể. Còn những chiếc này thì riêng phần vai thì mọi người không cần quan tâm quá nhiều. Chúng ta sẽ đến mã đầu tiên, đây là mã 204, T204 thì đây là một chiếc áo đến từ thương hiệu là Converse mọi người nhé. Converse đây là một trong thương hiệu rất là nổi tiếng thế giới rồi. Và chắc hẳn rằng là mọi người đều biết đến thương hiệu này phải không ạ? Con này thì màu xám và chất của nó, con này là chất cốt tông mọi người nhé, chất cốt tông 100%. Cái chất cốt tông này thì mình mặc nó sẽ kiểu dạng là giống như Sạch Đồ Si mặc đấy. Thì cái chất cốt tông thì sẽ thấm hút mồ hôi tốt và giúp cho chúng ta cái lúc mà chúng ta mặc ở trên người ấy, chúng ta thoải mái nhất có thể. Chiếc này là mã T204, con này là size M. Chiều dài của chiếc này là 72, ngang của chiếc này là 49. Chiếc này thì sẽ phù hợp cho những quý vị nào chúng ta khoảng 65kg sẽ mặc ok với chiếc này nhé. Khoảng 65kg thì quý vị có thể mặc ok với chiếc này của thương hiệu Converse ạ. Đây là mã T204. Với mã tiếp theo thì chúng ta về với một mã hơi lạ một chút thì đây là mã T2050 quý vị nhé. Con này thì size con này là size M, chiều dài chiếc này là 78, ngang chiếc này là 47. Con này thì quá đẹp luôn, đến từ bọn Gida này, con này thì quá đẹp luôn, logo cũng tất cả đều là logo thêu hết đây. Một cái mẫu áo rất là đẹp dành cho quý vị đây ạ, cực kỳ ok. Và chiếc này đây là mã T2050 thưa quý vị, con này là size M, chiều dài là 78, ngang là 47. Chiếc này sẽ phù hợp cho những quý vị là chúng ta khoảng 65kg nhé, khoảng 65kg sẽ mặc vừa chiếc này quý vị nhé. Với mã tiếp theo thì chúng ta cùng nhau đến với một con của Pacman. Pacman chắc chắn rằng là với những quý vị nào chúng ta có một tuổi thơ dữ dội vào những năm khoảng 80-90 thì mọi người đều, đặc biệt là những năm 90 hoặc là năm đầu năm 2000 thì mọi người chắc chắn đều biết đến Pacman này. Đây là một trong những cái tựa game mà tay cầm gần như là cuốn hút nhất với những đứa trẻ thời điểm đấy. Không biết là những quý vị nào đang xem chương trình này chúng ta thật sự có biết đến cái nhân vật Pacman với cái game cầm tay hay không? Nhớ là ngày xưa là không biết là bố đã đập bao nhiêu lần cái máy CD tại vì cứ phải chơi game. Đây con này chúng ta sẽ có các thông tin như sau. Đây là mã T205. Con này sẽ là chiều dài là 82, ngang 53. Con này sẽ phù hợp cho những quý vị nào chúng ta vừa cái size L của quý vị nhé, tức là khoảng 70kg. Nách nó rất là rộng này, riêng nách con này thì rất là rộng luôn, mặc rất là thông thoáng, dành cho những quý vị nào chúng ta khoảng 70kg mặc ok với chiếc này ạ. Ok, chúng ta sẽ đến với mã tiếp theo. Mã tiếp theo của chúng ta thì cùng nhau đến với thương hiệu Umbro. Thương hiệu Umbro đây là một trong những cái thương hiệu được thành lập tại Manchester quý vị nhé. Và chắc hẳn với những quý vị nào là fan MU và đặc biệt đó là fan của đội tuyển Anh, David Beckham, thì chúng ta đều biết đến cái thương hiệu này đúng không ạ? Rất là ok. Cái chất của con này thì Sạch Đồ Si sẽ cho mọi người thấy nó giống kiểu cái chất mắt cá này mọi người. Cái độ giãn của nó rất là tốt nhưng mà không có giãn quý vị nhé. Đây là mã T206, con này sẽ là size S thưa quý vị. Con này là chiều dài là 58, ngang là 44. Chiếc này thì sẽ phù hợp cho những quý vị nào chúng ta dưới 60kg quý vị nhé. Dưới 60kg chúng ta sẽ mặc vừa chiếc này của thương hiệu Umbro, cực kỳ ok với chiếc này ạ.
Và với mã tiếp theo thì chúng ta cùng nhau đến với một cái sản phẩm khác của VIP, hay còn gọi là VIP, hoặc là mọi người hiểu đơn giản rằng là cái đầu của con thỏ này thì nhắc đến thương hiệu Playboy rồi, đúng không ạ? VIP Playboy. Con này thì Sành Đồ Si thấy cái tay của người ta là làm cái phần đo vai trên này nó hơi dài này. Ví dụ như là mọi người thấy những cái mẫu như là Sành Đồ Si mặc đây ấy, thì cái phần hai cái vai trên này họ làm rất nhỏ, nhưng mà cái này thì không. Cái này thì nó có là cái kiểu thiết kế của bọn VIP, thì bọn nó rất là hay thiết kế kiểu như này. Đây là mã T207, con này là size L nhưng mà size LO. Chiều dài của chiếc này là 73, ngang là 55. Chiếc này sẽ phù hợp cho những quý vị là quanh 70kg nhé. Quanh 70kg thì mọi người sẽ mặc ok với chiếc này. Một con áo đến từ hiệu VIP, con này là size L nhưng mà size LO thì khoảng 70kg, đặc biệt là khoảng từ 70 cho 75kg chúng ta sẽ mặc ok với chiếc này. Nhưng mà những quý vị nào chúng ta thích mặc to thoải mái thì chúng ta khoảng 65kg đổ lên là chúng ta có thể mặc được rồi. Với mã tiếp theo chúng ta cùng nhau đến với mấy con chất thể thao nhé. Mấy con ba lỗ chất thể thao, Sành Đồ Si cũng đã bán được rất là nhiều sản phẩm trong thời gian qua. Chính vì thế nên Sành Đồ Si rất tự tin với những sản phẩm kiểu như này. Lô hàng Nhật thật sự quá đẹp luôn. Con này là đến từ thương hiệu ASICS quý vị nha. Với những quý vị nào chúng ta chưa biết thương hiệu ASICS này thì đây là một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng và có tiếng tại Nhật Bản. Con này là chất của nó, chất thể thao này. Đây là mặt sau của chiếc áo. Chúng ta sẽ có các thông tin về chiếc này như sau. Đầu tiên đây là mã T208, con này là size M. Chiều dài của chiếc này là 68 và ngang là 50. Những quý vị nào chúng ta khoảng 65kg thì sẽ mặc con này sẽ ok nhé. Khoảng 65kg, mấy chiếc ba lỗ mà chất cốt tông ở cái chất thể thao kiểu như này thì mọi người mặc rất là sướng. Đấy là cái trải nghiệm của Sành Đồ Si. Và đây, con áo Sành Đồ Si đang mặc đây là con áo Puma đây quý vị. Con áo này đến từ thương Puma đây, có cái logo ở đây ạ. Tiếp theo thì chúng ta có một chiếc khác của thương hiệu Nike. Và chắc chắn rồi, không thể thiếu được những thương hiệu giống kiểu thương hiệu Nike như thế này được. Con này thì quá là ok luôn rồi. Rất là chất lượng đây. Cho mọi người xem, ở chính giữa này còn có một cái tag Nike này. Đây, cho mọi người xem, chúng ta nhìn ở xa thì sẽ thấy cái tag Nike ở ngay đây. Và mặt đằng sau cũng thế, có cái tag Nike đây. Ở dưới thì họ làm theo kiểu dạng là chi tiết xẻ tả như thế này. Một con áo này, Nike này chúng ta sẽ có các thông tin như sau. Đầu tiên đây là mã T209, con này là size M thưa quý vị. Chiều dài chiếc này là 69, ngang là 49. Hỡi những quý vị nào chúng ta khoảng 65kg thì chúng ta sẽ mặc ok chiếc này nhé. Hãy nhớ rằng khoảng 65kg thì chúng ta mặc con này sẽ rất là đẹp luôn. Đằng sau thì còn có chữ Nike Fake như thế này. Mong rằng là cái điện thoại này, cái máy quay này có thể tái hiện được cho chúng ta những gì sắc nét nhất của cái lô ba lỗ này. Với chiếc tiếp theo thì Sành Đồ Si có một chiếc đến từ thương hiệu Dicky đây quý vị. Đến từ thương hiệu Dicky đây. Con này là chất cốt tông đến từ thương hiệu Dicky này quý vị này. Con này thì Sành Đồ Si rất là tự tin, tại vì mặt hàng Dicky là một trong những mặt hàng mà họ làm thật sự là rất là tốt luôn. Đây, cái tag của nó ở phần trên này đây ạ. Chả hiểu sao mà cái máy quay này nó cứ không mãi không chịu lấy nét. Con này thì chất thuần cốt tông quý vị nhá. Cái dáng của con này thì tương đối giống cái dáng của Sành Đồ Si đang mặc đây. Chúng ta sẽ có chiếc này với các thông tin như sau. Đầu tiên đây là mã T210, con này là size L. Chiều dài chiếc này là 76 và ngang là 51. Những quý vị nào mà chúng ta khoảng 70kg thì sẽ mặc ok với chiếc này nhé. Khoảng 70kg thưa quý vị thì chúng ta mặc con này sẽ giống như kiểu Sành Đồ Si đang mặc chiếc này đây. Sành Đồ Si là khoảng 60kg và Sành Đồ Si mặc vừa một chiếc size S, thì những quý vị nào chúng ta khoảng 70kg sẽ mặc vừa chiếc Dicky này nhé. Cùng nhau đến với mã tiếp theo thì chúng ta có một cái sản phẩm khác của Adidas. Và chắc chắn rồi, cái dòng Klima 365 này thì quá là tín của thương hiệu Adidas rồi. Cái logo này thì quá tín. Và cái vạch ở bên này mọi người thấy ok không ạ? Cực kỳ ok. Đằng sau vẫn còn cái tag là Klima Lead này của thương hiệu Adidas này quý vị. Cực kỳ ok luôn. Đây, con này cho mọi người xem. Chúng ta sẽ có chiếc này là mã T211 nhé. Con này là size S, chiều dài 62, ngang là 46. Nhưng quý vị là chúng ta khoảng 60 hoặc dưới 60kg thì sẽ mặc vừa chiếc này nhé. Khoảng 60 hoặc dưới 60kg, đây là mã T211. Tiếp theo thì chúng ta cùng nhau đến với một cái sản phẩm khác nào. Sản phẩm tiếp theo chúng ta cũng là một chiếc áo đến từ thương hiệu là Adidas luôn. Con này thì Sành Đồ Si không biết phải nói gì, tại vì con này quá là tín. Nhìn này mọi người thấy tín chưa, cực kỳ tín luôn. Đưa lại gần này, đưa gần con này thì còn rất là mới luôn. Những quý vị nào mà chúng ta những quý vị nào mà chúng ta khoảng 60kg thì sẽ mặc ok với chiếc này. Đây là mã T212, con này là size SO, thì những quý vị nào chúng ta khoảng 60kg sẽ mặc vừa. Chiều dài chiếc này 63 và ngang là 49. Con này thì cực kỳ tín luôn. Đây, đằng sau đây, logo đằng sau đây vẫn quá là tín với con này của thương hiệu Adidas luôn ạ. Với mã tiếp theo thì Sành Đồ Si có một chiếc khác cho quý vị. Con này đến từ thương hiệu Hanes đây. Và
chắc hẳn rằng là Sành Đồ Si không biết là mọi người nào, nhưng mà Sành Đồ Si thấy rằng là cái hình này rất là đẹp này, nên là Sành Đồ Si đã đưa con này vào bộ sưu tập để mọi người chơi. Chứ còn hàng Hanet này thì tính ra thì đây cũng là một chiếc hàng theo kiểu dạng là bình dân, bình thường. Con này thì chúng ta sẽ có thương hiệu ở các thông tin phía sau. Đây là mã T213, con này là size M, chiều dài chiếc này là 71 và ngang là 47. Với những quý vị nào mà chúng ta lần đầu tiên ghé đến kênh Sành Đồ Si thì Sành Đồ Si sẽ có những lưu ý cho mọi người như sau. Đầu tiên là chúng ta để ý cái bảng size bên cạnh nhé, để ý thật kỹ về chiều dài cũng như chiều ngang để chúng ta hạn chế mua, chúng ta hạn chế đổi trả hết sức có thể. Tất nhiên là Sành Đồ Si rất là vui lòng cho mọi người đổi trả rồi, nhưng mà chính vì đổi trả thì sẽ tốn thời gian của cả quý vị và của cả Sành Đồ Si. Chính vì thế nên là chúng ta hãy xem thật kỹ các số đo bên cạnh và chúng ta hãy có ý thức hơn một chút trong cái việc mua hàng của mình. Tại vì Sành Đồ Si luôn mong muốn xây dựng nên một cộng đồng người ta mua sắm đồ high hand hay là đồ hàng thùng uy tín, đồng thời là thoải mái trong cái khâu đổi trả. Chính vì thế nên là mọi người chúng ta cân nhắc thật kỹ trước khi chúng ta đặt hàng nhé. Đây là mã T213 thưa mọi người. Và ngày hôm nay thì Sành Đồ Si sẽ để tất cả các mẫu áo ba lỗ ngày hôm nay là đồng giá 180k, đã bao gồm phí ship rồi, cực kỳ rẻ. Nên là chính vì thế quý vị chúng ta cân nhắc thật kỹ trước khi chúng ta mua hàng nhé. Tiếp theo chúng ta có một chiếc áo đến từ thương hiệu First Down này. Thương hiệu First Down này quá là ok với thương hiệu First Down, một thương hiệu của Mỹ ạ. Con này thì chất của nó thuần cốt tông, nhưng mà hai cốt tông quý vị nhé. Chúng ta sẽ có mã T214, còn là size L. Chiều dài của chiếc này là 72 và ngang 51. Những quý vị nào chúng ta khoảng 70kg thì sẽ mặc ok với chiếc First Down này nhé. Rất là đơn giản nhẹ nhàng thôi, First Down Dry này. Đơn giản nhẹ nhàng với chiếc này. Đây. Tiếp theo thì chúng ta có một chiếc khác nữa cũng đến từ thương hiệu Adidas. Con này thì cực kỳ tín luôn. Đây, rất là mới và rất là tín luôn thưa quý vị. Cái chất thể thao của này mà rất là thích này. Đây là mã 215, con này là size L. Chiều dài của chiếc này là 72, ngang là 53. Những quý vị nào chúng ta khoảng 70kg thì sẽ mặc ok với chiếc này nhé. Adidas khoảng 70kg thưa quý vị. Với mã tiếp theo thì chúng ta tiếp tục đến với một con của Nike nữa. Đây, đến một con của Nike nữa. Con này thuộc cái dòng Drift của Nike này. Chất của Nike thì Sành Đồ Si cực kỳ tín luôn, lúc nào cũng tín. Đây, Nike đây ạ, có chữ Nike ở trên này, Nike Drift ở trên này. Đây, chúng ta sẽ có con này được các thông tin cho quý vị như sau. Đầu tiên thì đây là một chiếc áo size M, chiều dài là 70 và ngang là 47. Thì những quý vị nào chúng ta khoảng 65kg thì sẽ mặc ok với chiếc này nhé. Con này chất rất là đẹp nên là quý vị nào khoảng 65kg thì đừng ngần ngại mà chúng ta cho con này vào tủ đồ. Tại vì vài hôm nữa thôi, hay là ngay cả ngày hôm nay, thời tiết tại miền Bắc cũng như là tại miền Nam cũng đã nóng lên rất là nhiều rồi. Mùa hè thì chúng ta mặc ba lỗ kiểu này làm cái gì thì cũng thông thoáng. Tiếp theo thì chúng ta có một chiếc của thương hiệu Asics nữa này quý vị này. Con này đến từ thương hiệu Asics này, quá là đẹp luôn. Sành Đồ Si sẽ cho mọi người các thông tin về con này của Asics như sau. Đầu tiên đây là mã T217, con này sẽ là size 2XL, chiều dài 75 và ngang là 61. Chiếc này thì sẽ phù hợp cho những quý vị nào mà chúng ta khoảng 70kg, 75kg trở lên. Khoảng 75kg trở lên chúng ta sẽ mặc vừa với chiếc áo này của thương hiệu Asics này quý vị này. Đây, đây là mặt đằng sau, còn đây là mặt đằng trước ạ. Thương hiệu Asics thì luôn luôn tín rồi. Tiếp theo thì chúng ta cùng nhau đến với thương hiệu Umbro nữa. Umbro đây, con này mặt đằng sau của thương hiệu Umbro quá đẹp, mặt đằng trước cũng như thế. Và cho mọi người chúng ta xem cái chất cận cảnh của con này thì mọi người sẽ thấy rằng là con này chất cận cảnh của nó rất là đẹp này, Umbro luôn ạ. Con này thì chúng ta sẽ làm một chiếc áo với các thông tin như sau. Đầu tiên đây là mã T218, con này là size SO quý vị nhé, tất cả những quý vị là chúng ta khoảng 60kg chúng ta sẽ mặc vừa. Con này là dài là 64 và ngang là 47. Thì khoảng 60kg quý vị sẽ mặc ok với chiếc này nhé, Umbro ạ. Với mã tiếp theo thì chúng ta có một chiếc khác của thương hiệu Levi này. Đây, con này thì form cũng tương đối giống với con mà Sành Đồ Si đang mặc. Con này đến từ thương hiệu Levi này quý vị này. Hàng Levi thì rất là chất lượng rồi. Căn bản là nó bền đấy. Chúng ta sẽ có chiếc này với các thông tin như sau. Đầu tiên là những quý vị nào chúng ta size S nhá. Những quý vị nào chúng ta size S thì sẽ mặc vừa chiếc này, đây là mã T219. Chúng ta sẽ có chiếc áo này dài 67 và ngang là 39. Thì những quý vị nào chúng ta khoảng 60kg mà chúng ta thích mặc kiểu body thì chúng ta có thể lựa chiếc này, tại vì con này co giãn rất là tốt luôn. Cái chất của bọn Levi này co giãn rất là tốt, và đặc biệt là con này thì rất là bền luôn ạ. Với những quý vị nào chúng ta khoảng dưới 60kg chúng ta sẽ mặc vừa chiếc này nhé. Ở dưới thì còn có cái tag đỏ của Nike này quý vị này, dưới thì còn có cái tag đỏ của Nike này. Mọi người chắc là mọi người rất là quen thuộc với cái tag đỏ này rồi đúng không ạ? Quá là đẹp với con này luôn ạ.
Với mã tiếp theo thì chúng ta có một chiếc của Under Armour. Thứ nhất là sành đồ si sẽ nói về cái chất của Under Armour gần như lúc nào cũng ok luôn ạ. Bền bỉ và chắc. Và con này là chất thể thao nên là chúng ta sẽ rất là thoải mái khi chúng ta mặc đây. Đây là logo của Under Armour đây quý vị. Đấy, logo của họ làm thì rất là cơ bản và gần như rất là đẹp luôn. Có nhiều quý vị chúng ta từng thấy logo này ngoài đường rất là nhiều nhưng mà chúng ta chả bao giờ để ý, đúng không ạ? Thì ngày hôm nay sành đồ si sẽ giới thiệu cho mọi người chiếc này đây. Đây là mã T220. Con này là 23XL, chiều dài là 77 và ngang là 65. Nhưng quý vị nào chúng ta khoảng 80kg đổ lên thì sẽ mặc ok chiếc này nhá. Khoảng 80kg đổ lên thì sẽ mặc vừa chiếc này ạ. Một chiếc áo của Under Armour rất là ok luôn. Chúng ta tiếp tục đến với mã tiếp theo thì chúng ta có một chiếc khác của bọn Descente đây. Descente này cũng là một trong những cái thương hiệu mà của Nhật Bản mà sành đồ si cũng giới thiệu cho mọi người rất là nhiều luôn ạ. Đây, con này thì nó được thiết kế kiểu dạng là hơi lạ một tí nhưng mà vẫn có đầy đủ tất cả những cái điều kiện cần và đủ của Descente. Đây ạ, cực kỳ đẹp luôn, mặt đằng sau có số 17 đây. Chúng ta sẽ đến với chiếc này và các thông tin như sau. Đầu tiên đây là mã T221, con này là size S, chiều dài 69 và ngang là 43. Những quý vị nào chúng ta khoảng 60kg thì sẽ mặc vừa chiếc này nhé. Khoảng 60kg thì chúng ta mặc con này sẽ rất là đẹp và ok. Quý vị cứ mặc lên người lên form là sẽ đẹp luôn. Với mã tiếp theo chúng ta có một chiếc khác của Nike này quý vị này. Chúng ta có một chiếc khác của thương hiệu Nike đây. Con này thì mặt đằng sau cũng có dấu chữ Nike này. Và cái độ thể thao con này thì được khắc rất rõ trên từng cái nét trên sản phẩm này. Những cái chấm phá ở trên này chắc chắn mọi người đã nhìn thấy rồi. Chúng ta sẽ có chiếc này là mã T222. Con này là size S, chiều dài là 62 và ngang là 46. Những quý vị nào chúng ta khoảng 60kg thì chúng ta sẽ mặc ok với chiếc này nhé. Một con của Nike. Với mã tiếp theo thì chúng ta cùng nhau đến với một chiếc mà sành đồ si thấy rằng là con này nhìn nó hơi quân đội một tí. Nhìn con này dân dã và dã chiến thì sành đồ si cũng cho vào cái bộ sưu tập của chúng ta ngày hôm nay luôn. Con này thì nhìn chiến cực kỳ luôn. Đây bọn Real Crack Clothing này thì quá là ok luôn. Sành đồ si thấy rằng là bọn này toàn làm về cái quality, hàng quality thì quá là chất luôn. Con này cực kỳ chất luôn đấy. Áo ba lỗ kiểu như là cực kỳ chất luôn. Đấy, cho mọi người xem này, cực kỳ chất luôn. Nhìn nó rất là chiến. Con này của chúng ta thì sẽ có thông tin như sau. Đây là mã T223, con này là size M. Size MO quý vị nhé, tức là những quý vị nào mà chúng ta vừa cái số đo là chiều dài là 68, ngang là 52 thì quý vị sẽ vừa chiếc này với cân nặng từ 65 cho khoảng 70kg sẽ mặc vừa chiếc này. 65 cho khoảng 70kg mặc con này sẽ rất là chiến. Hoặc là đơn giản rằng là những quý vị nào mà chúng ta thích con này thì chúng ta có thể sắm con này về, tại vì áo ba lỗ thật sự là lúc nào mặc cũng dễ luôn đấy mọi người. Áo ba lỗ là cái loại mặc dễ nhất trong các loại áo luôn rồi. Tiếp theo thì chúng ta có một con của Beverly Hills Polo Club này. Beverly Hills Polo Club đây là một trong những thương hiệu mà chắc chắn là các anh, các chú trong cánh đàn ông thì đều biết đến thương hiệu này. Con này thì ở dưới này thì còn có tag là Beverly Hills nữa này. Đây, mong rằng là cái máy quay này nó có thể tái hiện được. Sành đồ si sẽ bấm vào cái này để lấy nét. Ở trên này thì có một cái túi áo nữa này. Con này thì khá là hay. Chúng ta sẽ có chiếc này với các thông tin như sau. Đầu tiên đây là một chiếc áo size M, thưa quý vị, chiều dài là 68, ngang là 48 và đây là mã T224. Những quý vị nào chúng ta khoảng 65kg thì sẽ mặc ok với chiếc này nhé. Khoảng 65kg thì quý vị sẽ mặc ok với chiếc này. Và đặc biệt đó là sành đồ si thấy rằng là nếu mà quý vị từ khoảng 60 cho 65 thì sẽ đẹp nhất với chiếc này. Với mã tiếp theo thì chúng ta có một chiếc khác của USPA đây. USPA hay còn gọi là US Polo Association. Đây, nói chung là nó là cái dòng chữ này. Nhưng mà sành đồ si cứ đọc là USPA đây. Ở dưới này cũng có Polo USPA. Thì hàng của Polo thì lúc nào cũng chất lượng rồi nên là cũng giới thiệu mọi người. Có thể là mọi người thích hoặc là không thích nhưng mà ít nhất là mọi người cũng nên biết, tại vì chúng ta đã từng nhìn thấy cái sản phẩm đấy ở đâu đó rồi. Sau này chúng ta có gặp những cái sản phẩm đấy chúng ta cũng biết đấy là một con hàng hiệu và có thể chúng ta mua được với những cái giá hời hơn tại sành đồ si. Sành đồ si cũng rất là vui nếu mà mọi người có thể mua được những món hàng hời, hàng hiệu nhưng mà hàng hời mọi người nhé, đừng chơi hàng Quảng Châu. Hàng Quảng Châu dở lắm, với cả là hàng thời trang nhanh thì nó cũng nhanh y như thế luôn, chỉ được cái rẻ thôi. Đây là mã T225, con này là size L, chiều dài 69 và ngang 52. Những quý vị nào mà chúng ta khoảng 70kg thì sẽ mặc ok với chiếc này nhé quý vị nhé. Khoảng 70kg thì mọi người mặc chiếc này của Polo sẽ rất là ok này, US Polo sẽ rất là ok này.
chúng ta có một chiếc khác của Puma. Con này của Puma thì rất là tín. Đây mặt đằng sau cũng rất là tín luôn. Đưa đến mọi người nhanh gọn với chiếc này. Chất con này lại là chất cốt tông quý vị nhá. Chất con này là chất cốt tông. Con này chúng ta sẽ có mã T226, con này size S. Chiều ra chiếc này là 68 và ngang là 46. Những quý vị nào chúng ta khoảng 60kg sẽ mặc vừa chiếc này nhá. Khoảng 60kg quý vị sẽ mặc chiếc Puma này rất là đẹp này. Rất là muốn quý vị chúng ta có thể chơi những con hàng hiệu kiểu như thế này. Tại vì mặc đi ra ngoài đường thì ngay cả những người như Sành Đồ Si khi mà nhìn vào hay là những người khác nhìn vào thì cũng rất là thuận mắt. Tại vì chúng ta chơi hàng hiệu. Tiếp theo chúng ta có một con Adidas Running này. Với những quý vị nào chúng ta thích đạp xe đạp hay là quý vị nào chúng ta thích chạy bộ hoặc là đi bộ thì có thể chơi con này. Sành Đồ Si rất là khuyến khích. Ví dụ như là những cái dòng kiểu như Running này của Adidas, họ sinh ra là để chạy thì mặc những con này chạy sẽ rất là sướng. Tại vì nó có cái mục đích người ta sản xuất ra rồi. Với con này thì Sành Đồ Si sẽ có các thông tin cho mọi người như sau ạ. Đầu tiên đây là mã T227. Con này là size S, chiều dài 63 và ngang là 46. Nhưng quý vị là chúng ta khoảng 60kg thì sẽ mặc ok với chiếc này nhé. Sành Đồ Si rất khuyến khích quý vị là chúng ta có thể mua mấy chiếc áo kiểu running như này để chúng ta về chạy bộ vào mùa hè. Thì mọi người vừa có sức khỏe mà Sành Đồ Si cũng thấy rằng là nó hữu ích cho mọi người ấy. Tiếp theo là chúng ta có một chiếc Under Armour này. Con này thì logo thêu ở trước ngực luôn. Trên cầu vai các thứ thì làm cũng rất là ok. Mặt đằng sau thì cũng có chiếc Under Armour này. Con này thì Sành Đồ Si sẽ có thông tin cho mọi người như sau ạ. Đầu tiên đây là một chiếc áo size MO, chiều dài 68 và ngang 52. Những quý vị nào mà chúng ta khoảng 65 cho đến khoảng 70kg thì mặc con này sẽ vừa khít luôn quý vị nha. Khoảng 65 cho đến 70kg thì mọi người mặc con Under Armour sẽ rất là đẹp. Dài 68 và ngang 52, con này là mã T228. Trong trường hợp mà quý vị không thể nghe được những gì Sành Đồ Si nói thì mọi người cứ để ý cái bảng bên cạnh nhé. Đã có rất đầy đủ thông tin cho quý vị rồi. Một con Puma mà Sành Đồ Si khuyến khích quý vị hãy chốt luôn ngay và luôn đi. Con này thì thứ nhất là cực mớ luôn. Thứ hai là cái chất của con này mặc rất là sướng. Đây, con này Sành Đồ Si cho thông tin cho mọi người như sau. Đầu tiên đây là mã T230. Con này là size M. Chiều dài của chiếc này là 69 và ngang 48. Những quý vị nào mà chúng ta khoảng 65kg mặc con này sẽ rất ok nhé. Với một con Puma kiểu như thế này thì Sành Đồ Si luôn khuyến khích mọi người là hãy chốt luôn hỡi những quý vị nào chúng ta khoảng size M, tức là khoảng 65kg. Đi tiếp đến mã tiếp theo thì chúng ta có một chiếc khác của USPA đây mọi người. Một chiếc khác của USPA nữa. Đây, con này thì chắc chắn bao tín luôn rồi. Sành Đồ Si sẽ cho thông tin cho mọi người như sau. Đầu tiên đây là mã T231, con này là size LO. Chiều dài chiếc này là 75 này quý vị này, ngang chiếc này là 55. Những quý vị nào mà chúng ta khoảng 75kg ấy, khoảng 70 cho đến khoảng 75kg thì chúng ta sẽ mặc con này đẹp nhá. Khoảng 70 cho khoảng 75kg thì chúng ta sẽ mặc con này rất là ok luôn. Thậm chí là Sành Đồ Si còn thấy có vẫn còn nguyên tag ở đây luôn. Vẫn còn nguyên một cái tag giấy ở đây luôn, chứng tỏ con này rất là mớ luôn. Thưa quý vị, con này rất là mớ luôn, vẫn còn nguyên cái tag giấy ở đây luôn. Con này là mã T231 quý vị nha. Khoảng 70 trong khoảng 75kg thì mọi người sẽ mặc vừa, với chiều dài là 73 ngang ở 55. Với mã tiếp theo thì cùng nhau đến với một con gà trống. Đó là gà trống vô loa, chính xác rồi. Lego Sporty thì chúng ta sẽ có cái logo cực kỳ đẹp như thế này. Và mặt đằng sau cũng là mặt trơn, mặt đằng trước cũng là mặt trơn, nhưng mà ở dưới này có một cái tag cao su của Lego Sporty này. Cái tag này là tag cao su quý vị nhá. Đây, mọi người sẽ thấy không ạ, cái tag này là tag cao su rất là bền luôn. Mọi người có bóc ra thì cũng không sao, con này còn rất là mới. Đây là mã T232, con này là size M. Chiều dài chiếc này là 68, ngang là 48. Nhưng quý vị nào chúng ta khoảng 65kg thì sẽ mặc ok với chiếc này nhá. Với mã tiếp theo thì cùng nhau đến với một con Nike nữa. Con này là thuộc cái Nike Pro Combat này. Sành Đồ Si cũng lần đầu tiên thấy Pro Combat này. Nhưng mà cái dòng Drift này thì cũng đã gặp nhiều rồi. Còn cái Nike Pro Combat này thì mới gặp lần đầu luôn. Và đặc biệt với cái vùng chữ nó chạy quanh như thế này, con này thì quá đặc trưng của Nike rồi. Ở bên dưới thì vẫn có một cái tag của Nike Combat đây, cho mọi người xem kỹ hơn. Đây, để Sành Đồ Si zoom lại cho mọi người. Con này thì bao tín luôn rồi. Cái mặt đằng sau của nó thì cũng là mặt trơn, nhưng mà về những cái viền chữ nổi kiểu này thì Sành Đồ Si rất là thích, lần nào cũng thích mấy cái con kiểu như này luôn. Chúng ta sẽ có đây là mã T234, con này là size M, chiều dài 71 và ngang là 48. Với những quý vị nào cho khoảng 65kg thì sẽ mặc ok chiếc này nhá. Quanh 65kg quý vị mặc con này sẽ rất là đẹp này.
Mã tiếp theo của chúng ta có một con của Champion. Con này thì bao tí luôn rồi. Sành Đồ Si khuyến khích rằng là những quý vị nào thích cái form giống như Sành Đồ Si đang mặc đây, thì chúng ta có thể chơi con này. Tại vì con này rất là tín và con này rất là đẹp luôn. Hàng của Champion này, Double Dry này. Con này thì bao tín cho mọi người luôn rồi. Ok, chúng ta sẽ đến với thông tin con này như sau. Đầu tiên đây là mã T235. Con này là một chiếc áo size S, chiều dài là 69, ngang là 43. Những quý vị nào chúng ta quanh 60kg thì sẽ mặc con này ok nhé. Quanh 60kg. Và đặc biệt đó là Sành Đồ Si giới hạn cho mọi người là chúng ta từ 55 cho đến khoảng 65. Trong khoảng 55 cho 65 thì mọi người mặc con này sẽ ok này. Tại vì cái chất này nó thoải mái mà quý vị. Chất này nó thoải mái và mặc con mấy con này cũng rất là sướng. Tiếp theo thì chúng ta có một chiếc Adidas. Con này thì hàng Made in Japan đây. Đây chắc là mọi người đều thấy rồi đúng không ạ? Với cái một cái logo thêu ở bên vai như thế này. Con này chúng ta sẽ có thông tin như sau. Đầu tiên đây là mã T236. Con này là size M, nhưng size MO quý vị nhé. Chiều dài là 67, ngang là 54. Những quý vị nào mà chúng ta từ 65 cho khoảng 70kg thì sẽ mặc ok chiếc này. Xin lỗi mọi người, 65 cho khoảng 72kg nhé. 65 cho khoảng 72kg sẽ mặc vừa với chiếc Adidas này. Con này là mã T236, dài 67 và ngang là 54. Và tất cả sản phẩm ngày hôm nay thì Sành Đồ Si để đồng giá là 180k, đã bao gồm phí ship rồi, cực kỳ rẻ để quý vị chúng ta săn đón những món hàng này. Tiếp theo thì chúng ta có một cái sản phẩm khác nữa của Nike. Con này thì chắc chắn rằng là quý vị chúng ta đều biết rồi đúng không? Thương hiệu Nike thì chúng ta đều biết rồi. Con này thì thuộc cái dòng ghim quý vị nhá, dòng ghim. Đây, nó có chữ ghim ở đây này. Thì Sành Đồ Si, cái này thì làm bằng cao su quý vị nhá, làm bằng cao su. Con này Sành Đồ Si thì thiết kế của nó rất là đẹp theo kiểu dạng gần giống X-Team. Đây Nike đây, Nike Seoul Rail Dry này. Đấy, kiến thức của mình thì cũng chỉ có hạn ở tầm này thôi, nên là có sao thì cứ chia sẻ với mọi người như thế nhá. Con này của Nike này. Đây là mã T237, con này size S quý vị nhá. Chiều dài là 63 và ngang là 45. Những quý vị nào chúng ta từ 55 cho đến khoảng 65kg thì sẽ mặc vừa chiếc này nhé. Hoặc là quý vị cứ nhớ rằng là chúng ta quanh 60kg mặc con này sẽ rất là ok. Quanh 65kg mọi người, quanh 60kg mọi người nhá. Tiếp theo thì chúng ta có một chiếc khác của Amber này, Amber của Rombai này. Đấy, con này thì bao tín rồi, riêng cái tag của bọn Amber này thì bao tín rồi. Con này thì chúng ta sẽ có rằng là có một cái số 8 ở trước này. Và cái cách thiết kế của bọn Amber này thì Sành Đồ Si thấy là cực kỳ lạ. Đây, mấy con hàng hiệu của Amber thì nó có thiết kế đúng là người thành công luôn, có lý lối đi riêng thật. Bọn Amber thì cũng có lối đi riêng y xì như vậy. Mấy con Amber hàng chất cực. Cái chất này là chất 2 cốt tông quý vị nhé. Dành cho những quý vị nào chúng ta chưa biết chất 2 cốt tông là gì, Sành Đồ Si sẽ nói luôn là chất 2 cốt tông nó là cái chất tức là cái độ nặng của cùng là chất cốt tông thôi, nhưng mà cái độ nặng của nó sẽ nặng hơn và là cái chất vải của nó cũng bền hơn. Chính vì thế là chất 2 cốt tông luôn luôn được săn đón, đặc biệt là tại những cái món hàng quần áo chất cốt tông như này. Chúng ta sẽ có chiếc này là mã T239 thưa quý vị. Con này là chiều dài 75, ngang 54. Con này là size của con này đó là size XL, thì sẽ dành cho những quý vị nào mà chúng ta khoảng 75kg, quanh 75kg thì quý vị sẽ mặc ok chiếc này. Hãy nhớ rằng là quanh 75kg quý vị sẽ mặc ok với chiếc này ạ. Nhưng mà nói thì nói vậy thôi, kinh nghiệm thì mãi chỉ là kinh nghiệm thôi quý vị. Kinh nghiệm thì cũng chỉ là kinh nghiệm. Quan trọng nhất là quý vị chúng ta biết được cái số đo của mình thì chúng ta sẽ mua sắm tại Sành Đồ Si nói riêng, và quý vị mua sắm ở bất cứ chỗ nào ở trên các gian hàng online đều nói chung là mọi người sẽ mua sắm dễ hơn rất là nhiều. Sản phẩm tiếp theo thì chúng ta cùng nhau đến với thương hiệu Outdoor. Một trong những câu chuyện truyền cảm hứng của thương hiệu Outdoor này là cái người sáng lập ra thương hiệu Outdoor này tại Mỹ lại là một người châu Á, đây là một người Hàn Quốc. Và thương hiệu này thì cũng nổi lên từ đấy với 200 đô, với 200 đô đúng rồi, hay với 200 đô khởi nghiệp, với 200 đô thôi. Chúng ta sẽ có mã T233. Con này là size XL của quý vị nhé. Chiều dài chiếc này là 73, ngang là 60. Những quý vị nào chúng ta từ 75kg trở lên thì mặc ok chiếc này nhé. Khoảng 75kg trở lên chúng ta mặc ok với chiếc này ạ. Và con này tận 80kg chắc vẫn mặc được luôn. Chỉ là quý vị thích mặc theo phong cách như thế nào thôi. Đây, có những số đo ở bảng bên này thì chắc là mọi người lựa hàng sẽ dễ hơn rất là nhiều này. Tiếp theo thì chúng ta có một chiếc khác của Nike nữa. Lâu lâu mới thấy một con Nike chất cốt tông như thế này.
Đây con này logo thêu luôn. Đây trên này cũng có tag Nike luôn. À con này là size L, đây là mã T241. Chúng ta sẽ có chiều dài 73 và ngang 51. Nhưng quý vị là chúng ta quanh 70kg cũng sẽ mặc ok con này nhé. Con này rất là cơ bản của Nike này. Với mấy cái dòng kiểu như này thì xanh đồ xì thấy rất là dễ mặc, logo thêu. Đấy, màu cũng rất là tối giản. Mã tiếp theo cũng là mã cuối cùng trong cái bộ sưu tập của chúng ta ngày hôm nay, đó là một con đến từ Lego Sporty. Con này thì đặc trưng của dòng gà luôn rồi. Con này thì chất của nó chất thể thao quý vị nhé. Ở bên dưới thì còn có một cái tag như thế này nữa này. Chắc hẳn rằng là quý vị những ai chơi cái dòng gà thì luôn luôn biết rằng là những cái món hàng của gà thì lúc nào cũng chất lượng. Chúng ta sẽ có mã T240 quý vị nhé. Con này là size L này, size M này. Chiều dài chiếc này 71 và ngang là 49. Những quý vị nào mà chúng ta khoảng từ quanh 65kg thì sẽ mặc vừa chiếc này nhá. Quanh 65kg thì quý vị sẽ mặc ok với chiếc này. Một con áo quá là tuyệt vời đến từ thương hiệu là Lego Sporty luôn, hay là dòng gà. Mặt trong của nó này quý vị này, đây cho mọi người xem mặt trong của con này. Mặt trong của con này thì thật sự là bao tí luôn. Đây, cái mặt trong của nó đây. Còn đây là mặt ngoài ạ. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta đi từ sản phẩm đầu tiên cho sản phẩm cuối cùng trong các bộ sưu tập của chúng ta ngày hôm nay. Một lần nữa thì Sành Đồ Si xin được cảm ơn những quý vị nào chúng ta đã theo dõi kênh Sành Đồ Si suốt thời gian qua và đã xem hết clip này của Sành Đồ Si. Sành Đồ Si chúc quý vị là một ngày làm việc thật nhiều sức khỏe, chúc quý vị là có những giây phút tuyệt vời bên người thân và gia đình. Sành Đồ Si xin chào và hẹn gặp lại quý vị tại Zalo 0337707398 và Sành Đồ Si cũng chỉ chốt đơn duy nhất qua Zalo này. Chúc mọi người một ngày nhiều năng lượng.